Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào anh chị, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang ở ấp Bình Thọ Trung, xã Bình Phan của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây có một miếng đất đang bán với tổng diện tích là 975m2 và chủ kêu giá là 1.350.000.000, để em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nha. Đây là con đường lộn nhựa khoảng 3m, 3m rưỡi á anh chị, và xe ô tô là mình có thể ra vô thoải mái luôn ha, và là đường thông luôn. Thì cái hướng ở bên đây á là anh chị mình sẽ đi ra ngoài bờ kè ngay chỗ mà sông Chợ Gạo á nha anh chị. Đó. Rồi còn cái hướng ngược lại ở bên đây nè, đây thì anh chị mình đi khoảng 700m là sẽ tới chợ ủy ban trường học của xã Bình Phan luôn nha. Ở đây thì mình cách quốc lộ 50 ngay chỗ mà cầu Bình Phan á là tầm khoảng 1.7 cây số thôi nha anh chị. Rồi thì đây là cái miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị mình nè ha. Đất mình thì sẽ nằm ở bên kênh nha anh chị. Và hiện tại là chủ đã có bắt sẵn một cây cầu để đi qua bên đất rồi. Nhưng mà cầu này thì hiện tại em thấy là chắc là cầu xe máy á nha, chứ ô tô của mình thì chưa có qua được. Thì sau này nếu mà anh chị mình về, mình có ô tô, mình muốn bắt cầu qua bên đất luôn á, để ô tô qua được á, thì em nghĩ là được nha. Tại vì lúc nãy em cũng có hỏi thăm với anh chủ á, là nếu như mà sau này mà mình bắt cầu ô tô khoảng 3 mét qua đất được không, thì em nghe anh chủ nói là được á ha. Đây, chủ đã làm mà cầu sẵn, là có cổng rào sẵn luôn rồi nè ha. Trong sổ thì đất có tổng diện tích là 975m2. Hiện tại là đất lúa nước nha anh chị. Nhưng mà bên nói chung là ở đây là sẽ có chuyển mục đích sử dụng lên cây lâu năm được nha. Mặt tiền bề ngang của mình là 20m. 20 thì mình sẽ được tính từ ngay chỗ cái mí hàng rào ranh giới ở đây nha. Anh chị mình sẽ đo dài qua bên cái trụ hàng rào ranh giới bên đây. Thì hiện tại là đất mình xung quanh đã có hàng rào ranh giới hết rồi. Đây anh chị xem, đây là cái hàng rào ranh giới của mình nè. Ngang là 20 và chiều sâu vô hết đất luôn, trung bình là khoảng 48m nha. Đất lúa nước và chủ kêu giá là 1.350.000.000. Giá cả thì anh chị mình sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng luôn ha. Giá này thì chủ sẽ còn bớt chút đỉnh nữa cho anh chị nha, nhưng mà bớt ít chứ không có bớt nhiều ha. Về phần giấy tờ thì chủ nói là thuế của ai nấy đóng nha. Đất mình á anh chị, cái chiều dài vô á một bên thì em thấy là nó vuông vức từ trên xuống dưới luôn, là khoảng 48m là sẽ tới cuối cái hàng rào ranh giới ở dưới đây nè. Còn một bên thì nó sẽ bị khuyết một góc ở chính giữa nha anh chị. Đây thì anh chị xem, tới ngay chỗ cái mí hàng rào này nè, đó thì nó khuyết vô ở đây. Tới ngay chỗ này thì nó nở ra bình thường đó. Nhưng mà đều xung quanh á thì hàng rào ranh giới chủ đã có làm hết rồi ha. Đó, lưới B40 đầu trụ cột đều rất là kiên cố luôn, ranh giới rõ ràng, sổ hồng thì có đầy đủ luôn, cho nên là anh chị mình cứ việc yên tâm ha. Và đất này của mình á thì ở trên đất hiện tại là chỉ có mấy cây xoài với lại mấy cây dừa thôi à. Nếu mà về sau này anh chị mình không thích á thì mình có thể dọn dẹp mặt bằng, thì anh chị có thể cất nhà hay là chăn nuôi gì tùy theo ý anh chị thích ha. Trên đất của mình á thì sẽ không có mồ mả gì hết, nhưng mà ở xung quanh hàng xóm thì sẽ có nha. Đây anh chị xem. Nè anh chị xem nè. Đó, bên đây là ở bên hàng xóm ha. Đó, bên hàng xóm bên đây nữa nè. Chứ đất của mình thì không có nha anh chị. Ở đây thì dân cư cũng khá là đông luôn, và gần thị trấn Chợ Gạo ha. Chợ hay là trường học ủy ban thì anh chị mình đi là tầm khoảng 3 phút là sẽ tới thôi. Còn nếu như mà đi học trường cấp 3 hoặc là đi những cái tiện ích khác như là phòng công chứng nè, hay là siêu thị điện máy xanh, bách hóa xanh á, công viên, nhà văn hóa, thì anh chị có thể đi vô thị trấn Chợ Gạo là tầm khoảng 2.7 cây số. Anh chị đi là khoảng 5 phút ha. Đó, bên hàng xóm ha anh chị. Đây là cuối đất của mình nè. Thì đây là trụ hàng rào ranh giới của mình nè. Đó, chủ đã làm hết rồi ha. Phía cuối thì có sẵn một cái ao luôn rồi nè. Nếu mà anh chị mình thích nuôi cá hay là anh chị trồng sen trồng súng á, thì mình có thể dọn dẹp lại, mình xả nước này ra và mình cho cái nước sạch vô để anh chị trồng. Còn không thì anh chị có thể lắp lại được luôn ha. Ao này là ao trong đất mình chứ không phải là ao thoát nước công cộng, cho nên là mình cứ việc lắp thoải mái ha. Rồi để em sẽ mở định vị lên cho anh chị xem nha. Đất mình á, thì sẽ nằm ở hướng bắc nha anh chị. Rồi thì anh chị xem nè,
cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng ở đất của mình đây. Đó, đây là vị trí đất mình, thì đây là đường quốc lộ 50 nè. Từ đất mà ra tới quốc lộ 50 ở đây, đây là cầu Bình Phan nè, tầm khoảng 1,5 cây số đi ha. Còn từ đây mà anh chị đi vô thị trấn Chợ Gạo là tầm khoảng 2,7 cây số thôi, cũng khá là gần luôn nha. Thì từ vị trí đất của mình ở đây á, anh chị đi lại tới ngay chỗ mà ủy ban của xã Bình Phan, thì trung bình anh chị đi là tầm khoảng, nếu mà tới ủy ban là có 550 mét thôi nha anh chị. Nè, đây, ủy ban của xã Bình Phan nè, 550 mét đi có 1 phút thôi à. Sát bên là có chợ Bình Phan nè, rồi trường tiểu học Bình Phan luôn. Đây, đi lại đằng đây nữa là em thấy có trường tiểu học của xã Bình Phan, trường mẫu giáo nữa nè. Đó anh chị xem, mình đi có tầm 500 đến 700 mét thôi là sẽ tới chợ trường học ủy ban hết rồi ha. Còn từ đây mà anh chị đi vô trong trung tâm của thị trấn Chợ Gạo là khoảng 2,7 cây số nha anh chị. Này anh chị xem nè, 2,7 cây số mình đi có 6 phút là mình vô trong trung tâm của thị trấn Chợ Gạo nè. Anh chị xem nè. Đây có trường trung học phổ thông nè, bên đây là có chợ của Chợ Gạo nè, đó, đầy đủ hết luôn. Bên đây là khu dân cư nè, há rồi trung tâm y tế huyện nè, ở đây cũng gần vòng xoay Chợ Gạo luôn nha anh chị. Đó anh chị xem, ở trung tâm của thị trấn Chợ Gạo á, thì sẽ có đầy đủ hơn những cái tiện ích giống như là chợ nè, rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nè ha, rồi ủy ban hay là công an nó, rồi phòng công chứng, ngân hàng, cây xăng là có đầy đủ hết luôn. Anh chị đi có 2,7 cây số là 6 phút thôi ha. Còn từ vị trí của mình ở đây mà anh chị đi về tới thành phố Mỹ Tho thì mình đi là khoảng 19 cây số. Khoảng nửa tiếng thôi là anh chị về thành phố Mỹ Tho rồi ha. Còn từ vị trí đất của mình ở đây anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình mình đi là 65 cây số. Anh chị đi là khoảng 1 tiếng 45 phút là mình về tới thành phố Mỹ Tho. Mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây để em cho anh chị xem đất của mình. Đây nè, đây là cái vị trí đất của mình nè anh chị. Nó xung quanh thì dân cư cũng khá là đông luôn. Đây là đường lộ nhựa nè. Đây là cái con đường lộ nhựa, đất mình qua kênh thì đây là miếng đất của mình nè ha. Xung quanh thì dân cư cũng đông đúc ha anh chị. Đây. Thì mặt tiền bề ngang 20 mét là từ đây qua đây ha anh chị. Bên đây thì có một bên đây là nó vuông vức luôn. Bên đây nó sẽ bị khuyết một phần ở ngay chỗ này nè ha. Đó, chỗ mà hồi nãy em nói anh chị ha. Rồi thì em xin nhắc lại nha. Đất mình là nằm ở ấp Bình Thọ Trung, xã Bình Phan của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì từ con đường lộ nhựa anh chị sẽ bắt một cây cầu để đi qua bên đất của mình. Thì đất mình là nằm bên kênh ha. Có tổng diện tích là 975 mét vuông đất lúa nước, nhưng mà sẽ chuyển mục đích sử dụng được nha anh chị. Và chủ kêu giá là 1 tỷ 350 triệu. Giá cả thì khi mà anh chị mình đi xem tụi em sẽ hẹn anh chủ ra để cho anh chị gặp trực tiếp với chủ đất luôn. Thì anh chị trả giá trực tiếp với chủ luôn, thỏa thuận giá với chủ luôn thì nó sẽ dễ hơn ha. Thì em cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nha. Nếu mà anh chị có quan tâm tới miếng đất này thì mình có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Quyền Trang Thái. Em có để sẵn số điện thoại ở dưới luôn. Anh chị có thể gọi và tụi em sẽ tư vấn về giấy tờ pháp lý rõ ràng cho anh chị và dẫn anh chị mình đi xem đất luôn ha. Hiện tại anh chị thì bên công ty em có thêm hai kênh YouTube mới nữa. Thì anh chị có thể đăng ký hoặc là chia sẻ để ủng hộ cho tụi em thêm ha. Thì thêm một kênh nữa là Nhà đất Huyền Trang Thái. Còn kênh thứ ba là Nhà đất Huyền Trang Thái miền Tây nha anh chị. Rồi em cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nha.